Quang Vinh rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối nay. Trước hết sẽ là phần 1 của bản tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. ACV đề xuất giảm 1,2 tỷ đô la vốn đầu tư giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành. Chứng khoán hai sàn đồng loạt đảo chiều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 2. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, ngân hàng ANZ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 2 này tăng. Thưa quý vị, ngân hàng ANZ vừa công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 2 này tăng 6,9 điểm lên 142,3 điểm. Theo chuyên gia từ ngân hàng ANZ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 2 tăng nhờ sự tin tưởng tình hình tài chính của gia đình hiện tại trong năm 2015 sẽ tốt hơn. Khảo sát của ANZ cho thấy 66% người được hỏi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn trong 5 năm tới. Trong khi đó, 50% người tiêu dùng được hỏi cho biết có kế hoạch trong năm nay mua các vật dụng chính trong gia đình. Mặc dù vẫn dự báo kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng chắc chắn và ổn định hơn trong giai đoạn 2015 và 2016, nhưng ANZ cho rằng việc các ngành nội địa phát triển chưa đúng với tiềm năng đã khiến đà hồi phục của nhu cầu bên ngoài ít rõ ràng hơn đối với các hộ gia đình. Xin chuyển sang một thông tin khác. Mặc dù giá xăng dầu thế giới trong những ngày gần đây đã tăng khoảng 20,5% với xăng RON 92, song Liên Bộ Công Thương Bộ Tài chính vẫn quyết định giữ giá bán lẻ và sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp khoản chênh lệch. Theo văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vào chiều ngày 24 tháng 2, Liên Bộ đã cho phép nới trần giá bán các loại xăng dầu, tuy nhiên không được vượt quá 15.686 đồng một lít đối với xăng RON 92, xăng sinh học E5 không quá 15.356 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không quá 15.183 đồng một lít và dầu hỏa không quá 15.623 đồng một lít. Theo lý giải, quyết định giữ giá bán các loại xăng dầu nhằm góp phần ổn định giá cả hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, tránh tác động bất lợi tâm lý người tiêu dùng. Để xử lý khoản chênh lệch này, Liên Bộ đã cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn giá trở lại ở mức rất cao. Xăng RON 92 và xăng E5 là 2.448 đồng một lít, các loại dầu dao động từ 1.350 đến 2.015 đồng một lít hoặc 1 ký. Song song với quyết định giữ giá, Liên Bộ cũng yêu cầu giảm mức trích quỹ bình ổn từ 340 xuống 300 đồng đối với xăng RON 92, mức giảm đối với các loại dầu là 30 đến 520 đồng một lít hoặc 1 ký. Trước đó, trong giai đoạn giá xăng giảm mạnh, cơ quan này đã yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã quyết định thay thế cả Ban Quản lý Dự án 2, tức PMU2. Đây là đơn vị quản lý dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định, Phú Yên. Theo quyết định này, thì PMU2 sẽ được thay thế bởi Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh. Lý do là dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định và Phú Yên chậm tiến độ. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra thực tế dự án này vào ngày 21 tháng 2, tức mùng 3 Tết. Người đứng đầu ngành giao thông cho rằng PMU2 nắm tình hình dự án còn lơ mơ. Trong khi đó, nhà thầu thi công lẫn nhà đầu tư BOT yếu kém về năng lực. Cùng với việc đổi ban quản lý dự án, Bộ cũng yêu cầu các cơ quan của Bộ này đánh giá lại năng lực các nhà đầu tư BOT và sẽ thay thế các đơn vị yếu kém. Và trong chuyên mục Mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nói đến con số 1,2 tỷ đô la. Đây là số tiền giảm xuống trong tổng vốn đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành, theo như đề xuất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải mới đây. Theo tin từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, tại cuộc họp ngày 24 tháng 2, Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV Nguyễn Nguyên Hùng đã đề xuất giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành sẽ là một đoạn đường cất hạ cánh và một nhà ga với công suất 25 triệu hành khách một năm. Theo đó, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 6,6 tỷ đô la, mức vốn này giảm khoảng 1,2 tỷ đô la so với con số dự kiến trước đây là 7,8 tỷ đô la. Cũng tại cuộc họp này, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị các cơ quan liên quan làm lại tờ trình Quốc hội, tập trung vào các vấn đề nêu rõ làm một đường cất hạ cánh ở giai đoạn 1, sau này làm kính hay mở thì tùy thuộc vào thực tế nhưng không ảnh hưởng đến quy mô tổng thể của quy hoạch.
Trước đó, cuối năm 2014, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua chủ trương xây sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai. Tuy nhiên, Quốc hội đã hoãn biểu quyết thông qua đến kỳ họp sau. Và xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phát đi thông báo ngày 24 tháng 2. Theo đó, người lao động Việt Nam thời gian tới đây có thể được hưởng các quyền lợi một cách đầy đủ khi làm việc tại Thái Lan. Cụ thể, theo thông báo này, từ ngày 24 tháng 2, người lao động Việt Nam bắt đầu được đăng ký tại các trung tâm lao động của Thái Lan để có giấy phép lao động trong vòng 1 năm, đồng thời sẽ được hưởng quyền lợi một cách đầy đủ. Trước đó, ngày 10 tháng 2, Nội các Thái Lan vừa thông qua nghị quyết về hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam. Theo đó, người giúp việc nhà, công nhân xây dựng, đánh bắt cá và phục vụ nhà hàng sẽ được công nhận là hợp pháp và được cấp giấy phép lao động. Thời gian qua, lao động phổ thông Việt Nam tại Thái Lan vẫn bị coi là lao động bất hợp pháp, bởi hầu như nhiều người đến đây với tư cách khách du lịch, sau đó ở lại làm thuê mà không hề có giấy phép hoặc hợp đồng lao động. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Chứng khoán hai sàn đồng loạt đảo chiều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 2. Lực bán mạnh dần về cuối phiên đã khiến cho thị trường không thể có thêm một phiên khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên sàn đã có tín hiệu gia tăng trở lại. Nối tiếp đà tăng tích cực của phiên giao dịch liền trước, VN Index vẫn duy trì được sắc xanh khi bước vào phiên hôm qua. Lực đỡ chính từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp chỉ số sàn HOSE có lúc vượt mốc 600 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực chốt lời từ một bộ phận nhà đầu tư đã khiến cho xu thế tăng của thị trường dần bị thu hẹp. Tình trạng này tiếp tục kéo sang phiên buổi chiều, khi cầu vào yếu mà cung lại chiếm ưu thế. Chỉ số VN Index đảo chiều giảm điểm, nhiều cổ phiếu chủ chốt đồng loạt giảm giá, đã tác động tiêu cực đến thị trường. Hoạt động giao dịch đang có xu hướng tăng lên, nhưng tâm lý thận trọng vẫn ở mức cao. Đóng cửa thị trường, VN Index giảm 0,7% về mốc 592,66 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1.700 tỷ đồng, ứng với trên 99 triệu đơn vị. Diễn biến tương tự sàn HOSE. Chỉ số HNX Index cũng tăng vào đầu phiên và giảm dần về cuối phiên giao dịch. Lực bán gia tăng trong phiên chiều đã đẩy nhiều cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, giao dịch trên sàn đã có dấu hiệu tích cực hơn. HNX Index giảm 0,8% xuống còn 85,66 điểm. Khối lượng giao dịch tăng gấp đôi phiên liền trước với hơn 53 triệu đơn vị, tương đương 669 tỷ đồng. Trong khi nhà đầu tư luôn tỏ ra khá chần chừ trong hoạt động giải ngân của mình, thì khối ngoại đã tăng tốc mua ròng ngay từ phiên đầu năm mới. Và trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trên HOSE với hơn 200 tỷ đồng và khoảng 41 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Vừa rồi là phần 1 của bản tin trong nước. Quang Vinh sẽ quay trở lại với phần 2 với những nội dung chính sau đây. Doanh thu của hơn 200 sàn thương mại điện tử trong nước năm qua đã tăng trưởng gấp đôi so với năm 2013. Sau một năm ăn nên làm ra, ngành điều năm 2015 vẫn còn nhiều áp lực đang chờ.